Cây này là cây Zippo mạ vàng nha mấy anh. Nó mạ vàng nha. Cây Zippo mạ vàng 03. Nó mạ vàng nha. Zippo mạ vàng. Ruột vàng vỏ vàng nè. Thấy ruột vàng vỏ vàng không? Đó, 03 ruột vàng vỏ vàng nha. Đó, 03 ruột vàng vỏ vàng. Zippo mạ vàng nha mấy anh. Mạ vàng cho nên nó ruột vàng vỏ vàng luôn. Vỏ ruột trùng năm nha. Nó nhìn cái ruột của nó với cái vỏ của nó là biết trùng đời rồi. Ruột vàng vỏ vàng ha. Nó mạ vàng ha, cho nên là cái màu của nó nhạt nhạt như vậy á, nó hơi phai phai như vậy á. Cái màu mạ vàng của thằng Zippo nó là như vậy, nó vàng, nó mạ kỹ á, trong cái ruột nó cũng mạ nữa nè, thấy không? Nha, yeah. Nhìn thấy không? Nhìn nó rõ, nhìn nó thấy không? Đó. Thằng Zippo nó làm, đúng là Zippo nó làm thì kỹ càng ghê. Ủa, em cho coi ruột cho ta không nhớ luôn. À rồi rồi, em mở ra thì chắc nhìn coi rồi, em mới đóng vô lại chứ hả. Nhiều khi nó bị liệu vậy đó. Đây, ruột vàng vỏ vàng nha mấy anh. Đó, Zippo 03 ruột vàng vỏ vàng nha. Mạ vàng nha mấy anh. Lớp mạ vàng hơi phai vậy đó. Cái nó cơ bản cái màu mạ vàng của Zippo nó cũng vậy rồi. Tiếng rất là hay. Tiếng cây này cực hay luôn ha. Tiếng cây này rất là hay ha. Mạ vàng, ruột vàng, vỏ vàng ha. Không có cứng móp gì hết trơn á. Nó chỉ có hơi phai cái kiểu màu của nó vậy thôi. Chứ không có cứng móp gì hết.